xa đẹp, ôi cưng xỉu luôn á. Ước mơ bấy lâu thành hiện thực rồi, ôi mình là đại gia rồi, đại gia rồi, đại gia rồi. Vậy hả, đại gia hả, cho em mượn mớ đi. Đại gia hả, cho em mượn mớ đi. Mượn gì? Mượn tiền thì anh làm đại gia anh cho em mượn đi. Không, đó là đại gia về vật chất, đại gia về vật chất. Còn anh là đại gia về tinh thần đó em. Vậy gì? Ta đà, đẹp không, đẹp không? Quá, quá, nổi. Trời ơi, ở đâu mà anh có bộ này đẹp vậy? À, kiểu như mình ăn ở tốt quá em, cái fan hâm mộ tặng cho anh một bộ. Trời ơi, bây giờ anh đã trở thành một nhà sưu tập nhạc cụ nổi tiếng thế giới rồi. Mơ. Mơ gì? Trời. Không, anh có mơ thiệt. Anh mơ sau này mình giàu á, mình sẽ mua cái nhà bự bự. Mà trong đó có một phòng to là to, anh sẽ sưu tập toàn bộ tất cả các nhạc cụ của thế giới, hoặc là ít nhất của Việt Nam luôn, để cho mình truyền bá lại cho thế hệ đi sau. Cái này của anh chỉ là mô hình thôi. Còn bây giờ em sẽ cho anh thấy là có một cái chú này nè. Ủa? Chuyên gia sưu tập hết tất cả mọi thứ từ cổ chí kim mà là đồ thiệt. Đồ thiệt mà là nhạc cụ. Đúng rồi, ở tại thành phố Hồ Chí Minh mình luôn. Trời ơi vậy? Sao không? Dẫn anh đi coi nhé. Ở Gò Vấp thôi à, gần xin. Lên xe, xin mời. Dạ. À, mà trước khi lên xe, chúng ta không phải chào quý vị khán giả của Chuyện Đó Chuyện Đây chứ. Chào mừng quý vị đang đến với Chuyện Đó Chuyện Đây, được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và Chuyện Đó Chuyện Đây được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và may mắn quá mọi người ơi, ngày hôm nay Hòa Đá Bơ sẽ được mở mang tầm kiến thức của mình với sự hướng dẫn của Mỹ Linh. À, Mỹ Linh ơi, bạn biết được một chỗ là có sưu tập những nhạc cụ truyền thống của Việt Nam đúng không nào? Đủ hết đúng không? Đủ hết tất cả mọi thứ luôn. Đi thôi, đi thôi. Mời tiến thức lên xe. Dạ. Lên xe. Tới rồi. Đấy. Trời. Nhìn một phát thôi là thấy âm nhạc tràn đầy trong người rồi. Thấy chưa? Anh nhìn thấy ở bên ngoài trang trí là anh biết là ở đâu rồi đúng không? Hành trang quá em ơi. Dạ, con chào chú. Con chào chú. Chào hai MC. Dạ, đây có phải là chủ nhân của bộ sưu tập nhạc cụ truyền thống dân tộc Việt Nam mình không? Dạ đúng rồi. Dạ. Em xin giới thiệu với anh, đây là nghệ sĩ nghệ nhân ưu tú Đức Dậu. Con chào chú Dậu. Trời ơi, con ngưỡng mộ chú quá. Vừa mới bước vô đây thôi, cái giao diện ở bên ngoài là con đã cảm thấy ấn tượng rồi. Bởi vì vừa có nét thuần Việt nè, mà vừa có sự tôn kính và rất là hoành tráng với những món nhạc cụ như một cái trống tường hả chú? Mà nó bự dữ vậy. Rồi đứng phơi nắng gì mà bé trống có sao không chú? Không có sao. Khi mà cần thiết để mà mang ra quảng đại quần chúng để nói lên những cái tiếng trống của dân tộc thì không có nề hà gì vấn đề trời đất. Dạ. Ví dụ giống như trời mưa thì mình để ngoài này có bị ảnh hưởng gì không chú? Trời mưa thì cái đó là phải bảo quản. Trời mưa thì mình sẽ đem vô. Dạ. Còn bây giờ thì chú có thể cho tụi con vô trong để mà khám phá bên trong được không chú? Mời hai bạn. Dạ. Con cảm ơn chú Dậu. Khám phá nha. Ê mà đừng có phá nha. Nghệ sĩ Đức Dậu, quê Hà Tây, là người sưu tầm nhạc cụ dân tộc nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh với bộ sưu tập đầy đủ các món nhạc khí cổ như đàn đá, đàn cha pi, trống da trâu, v.v. Có món còn mang tuổi đời lên đến 300 năm. Ngoài bộ sưu tập hàng ngàn nhạc khí của 54 dân tộc, nghệ sĩ Đức Dậu còn có thể biểu diễn thành thạo nhiều loại nhạc cụ như cồng chiêng, sáo mèo, đàn gong, trưng. Có thể nói, ông là người nghệ sĩ đa tài và tha thiết yêu âm nhạc quê hương. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Chuyện Đó Chuyện Đây. Và trước khi nghệ sĩ, nghệ nhân ưu tú Đức Dậu dẫn dắt Hoàng cùng với Mỹ Linh bước lên lầu để thưởng thức tiết mục cùng với mọi người, thì ôi, em đã dừng lại ở một cái không gian quá tuyệt vời mà nãy giờ em đang rất là thắc mắc. Đó chính là đây, một dàn đàn đá rất là hoành tráng, rất là đẹp. Đối em đây là đàn gì? Em không biết. Con cũng biết, con quên tên rồi. Để nói hai cái nhạc khí này bạn vừa hỏi thì đây là gọi là trưng tao. Trưng đá. Còn đây là đàn tơ rưng. Tơ rưng. Tơ rưng. Nó làm bằng chai nước, bằng bamboo. Thế nhưng mà hay cái là tất cả những cái đàn này là những cái âm hưởng, những cái giai điệu của nó là đi theo một cái thể gọi là theo cái hệ thống của dàn chiêng. Yeah. Đây cùng người ta cũng có thể gọi là chiêng, gọi là chiêng tre. Yeah. Đấy, cái đàn đá này là một trong những cái đàn trưng tao hay là gọi là đàn đá cổ nhất của Việt Nam, cũng và được đánh giá
cổ trên thế giới. Dạ. Và đặc biệt Đức Dậu và gia đình Đức Dậu đã mang cây đàn đá này đánh kỷ niệm 100 năm Bác Hồ năm 1990 ở hội trường UNESCO ở Paris, và đã mang sang đánh cho bên Bộ Giáo dục của Mỹ ở Minnesota và của Đức ở Berlin và München, và được đánh giá rất cao về cái nhạc khí này, và cũng đã được diễn hội liên hoan âm nhạc thế giới Việt Nam tại Minnesota. Và đặc biệt nữa là Đức Dậu đã đánh 2 lần tổ chức APEC tại Việt Nam, và vừa rồi đánh ở Đà Nẵng, và đặc biệt đã diễn cho John Kerry, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, và nhiều đoàn khách quốc tế tới Việt Nam. Thì cũng may mắn gia đình Đức Dậu cũng để mà trình diễn, để đón các cái phái đoàn đó. Và thật sự là con rất là ngưỡng mộ với những thành tích và những cống hiến của chú dành cho nghệ thuật nước nhà. Mà bây giờ con mong muốn nghe được những âm thanh mang âm hưởng và hồn Việt quá chú ơi. Thế sau đây các bạn sẽ cùng với đoàn hòa tấu lên những cái bản nhạc vang vọng non sông. Chú ơi, con nhìn con mê luôn á. Rất là nhiều loại nhạc cụ khác nhau, mà thậm chí là bản thân con là những người trẻ thôi, con mê nhạc cụ bởi vì cái nét tinh hoa nè, truyền thống nè, rồi cái sự thiết kế nữa. Nhưng mà bên cạnh đó là những cái tên gọi con không có rành. May quá, bữa nay có chú Dậu, chắc chú sẽ tư vấn cho con biết rõ nguồn gốc, rồi ý nghĩa của từng món nhạc cụ khác nhau. Mà con thấy hình như có cả nỏ thần nữa. Đây là nỏ đúng không chú? À đúng rồi, đây là chiếc nỏ của người dân tộc vùng cao nói chung và người dân tộc Tây Nguyên nói riêng, người dân tộc Tây Bắc nói riêng. Dạ, rồi chú sưu tập trong bao lâu mà có được cả một gia tài rất là hoành tráng như vậy ạ? À, chú cũng có một cái duyên và được một cái phận đã giao cho mình để sưu tầm. Và đến ngày hôm nay thì để có một cái vị thế, để có một cái ngôi nhà đầy đủ những cái nhạc khí mà các MC ra tới đây để mà nói lên những cái giá trị linh khí của dân tộc Việt Nam thì cũng phải mất gần 40 năm. 40 năm? Lúc đó mình sinh ra chưa ta? Chắc chưa đâu. Em cũng chưa. Có nhiều người cũng thích sưu tập, nhưng mà sẽ trong một cái không gian nó hiện đại và theo sở thích cá nhân. Nhưng chú, đó, cái phong cách của chú đó, bước lên con cảm thấy giống như đi nhà sàn. Dạ. Họ bước vào đây, trời ơi, nó mộc mạc, nó gần gũi, nó Việt Nam dữ lắm mọi người ơi, thích thật. Rồi bây giờ chắc là con sẽ hỏi thăm một số nhạc cụ nha. Ví dụ như là cái này là cái kèn hả chú? Đây gọi là kèn cũng được. Đây là thuộc về cái nhạc khí thổi. Thổi? Nhạc khí thổi, nó gọi là
tù và. Tù và. Tù và, thế nhưng mà được được thiết kế để mà cho nó hoành tráng, nối tiếp bởi những cái phần đồng và phần sừng để mà có cái tiếng vang thật là trời nặng vậy sao giá là lớn. Dạ. Trời ơi, vậy là con đã nghe từng cây tù và thì ra là cái cây này đó phải. Thì tù và thì có nhiều cây. Đây cũng là một tù và. Mà giá trị cái này nó tuổi của nó tới gần 100 năm và được chất liệu làm từ ngà voi. Cũng muốn mô phỏng lại cái tiếng vọng của cái sức mạnh của con voi. Của con voi phải dùng cái nguyên liệu của cái ngà voi này để mới mô phỏng lại cái tiếng vọng của núi rừng. Nay tôi thổi các bạn nghe. Nghe thử. Cái tuổi đời của chú bây giờ là hiện tại là bao nhiêu vậy chú? Chú á? Dạ, chú bao nhiêu tuổi thanh xuân ạ? Chú sinh năm 1957. Thế là 65 rồi. Dạ. Mà 65 mà cái hơi của chú thổi ra một cái con giật mình luôn á. Chú có nghề mà. Và các cháu phải biết rằng là khi mà thể hiện những cái nhạc khí này để mà nói lên cái mạnh mẽ thì hay là đánh trống hay bất kể một cái gì như các cụ nói là trống võ. Chú thổi được như thế thì phải luyện cái nội lực bằng cái thể lực mà phải bằng những cái tâm trí và bằng những cái câu chuyện giá trị ý nghĩa của nó thì mới có nhiều cái yếu tố thì mới toát lên những cái linh khí của nghe hùng hồn lắm chú ơi. Đây chú đã thổi rồi, mời em thử cái. Trời ơi, cái này mà đi cổ động đá banh đi ha là xuất sắc luôn. Vua sa la không có cửa Việt Nam em đâu. Nói thiệt anh á, với cái hơi của em á, em chỉ mới thổi tới đây thôi chứ không sao mà nó thoát được. Tím tái rồi đó. Tím tái rồi. Nhưng mà bộ sưu tập này của chú tổng cộng là bao nhiêu món nhạc cụ tính đến thời điểm hiện tại? Thực ra đối với cái siêu tầm của chú đây chỉ một cá nhân thì thực ra nó cũng không phải là nhiều. Cả một tổ chức luôn chú. Cố nhạc sĩ Lưu Phước và các nhà nghiên cứu âm nhạc thì Đức Dậu mới chỉ bước một ngón chân cái vào cái thế giới đâu chú. Tất cả những cái nhạc khí rất là giàu có tiềm năng đa dạng của dân tộc Việt Nam mà thôi. Trời ơi, đây mới là ngón chân cái thôi. Của anh chắc là cát hột mà kiểu như là nguyên tử em. Mô hình. Bé tí là hàng thiệt. Wow. Do vậy là chú đã sưu tập từ bao nhiêu tỉnh thành của Việt Nam mình để có được một gia tài như vậy ạ? Thì thực ra thì chú phải chia ra là Bắc Trung Nam và vùng đồng bằng và vùng cao. Vùng cao thì có Tây Bắc, vùng cao phía Nam thì có Tây Nguyên, và vùng cao ở miền Trung thì là miền Trung, rồi là vùng đồng bằng. Thế thì tất cả các cái nhạc khí này có bộ hơi, bộ gõ, bộ gảy, bộ kéo thì 54 dân tộc đều có những cái dụng cụ đó. Thì mình đi tìm như chú chỉ mang những cái gì cái đặc trưng nhất để mà nói lên cái tinh thần của âm nhạc. Vậy cái này là cái gì vậy chú? Lạ lắm, lần đầu con mới thấy luôn. Giống đàn cò vậy. Đâu, đúng phải. Không? Hai dây hả? Không phải. Cái này là cái đàn pơ-rố. Chú cũng phải có được sự tin tưởng và niềm tin của mọi người để có thể là một là trao tặng lại cho chú những món nhạc cụ rất là ý nghĩa này. Như vậy thì có những kỷ niệm như thế nào mà trong quá trình lưu trữ và sưu tập như vậy á khiến chú rất là khó quên không? Cái việc sưu tầm này nó rất là trân quý, nó rất là trân trọng. Vì những cái nhạc khí cháu nhìn ở ngôi nhà này tuy nhỏ bé thôi nhưng mà nó là dụng cụ tâm linh của trời đất. Thế và những cái nhạc khí ở đây phải nói là đầu tiên là những cái chiếc trống. Chiếc trống này là bao nhiêu tuổi rồi ạ? Là nó tuổi của nó hơn 300 năm. Trời ơi, 300 năm. Chiếc trống này của dân tộc Tây Nguyên. Và nó gọi là từ của Tây Nguyên gọi là trống hơ gơ. Trống hơ gơ. Và một cái đặc biệt là trống độc mộc được bịt của những cái tang trống độc mộc, không phải là ghép mà là từ cái cây cổ thụ hàng bao nhiêu năm, hàng bao nhiêu ngàn năm. Đấy. Là nguyên một cái ốp. Đúng rồi, cái khối cây như thế. Thế và đặc biệt là để mà làm lên một cái trống này đục từ dưới phần này sang phần kia để làm lên một cái trống mà có cái cộng hưởng bên trong. Thì nó rộng bên trong. Rộng bên trong. Thì lại không, đầu hồi xưa thì lại không phải do người đục mà người ta phết mật ong.
và đặt cái trống đó lên cái tổ mối và mối xông từ đầu này qua đầu khác. Cái đặc biệt thứ hai đó là để hạ một cái cây để làm một cái dụng cụ trống như thế này thì là phải làm lễ để cầu trời đất để mới được hạ xuống mới làm. Và được bịt bởi da voi, da trâu, da bò rừng và các loại hươu nai. Thì một mặt là da voi cái, một mặt là da voi đực, một mặt là da trâu cái, một mặt là da trâu đực, để muốn nói đến âm dương. Thế và có một cái là khi chơi, khi đánh để thỉnh lên trời đất, nó gọi là tiếng trống sấm Tây Nguyên. Thế muốn thỉnh lên thì ngày hội bình thường thì chỉ được phép đánh một mặt, còn ngày hội mà lớn thì được phép của già làng thì hai người đánh từ đầu bên này sang đầu bên kia. Và bao giờ cũng đánh từ cái mặt mà bịt da voi cái. Xong rồi nó đánh vào ping. Xong rồi mặt da voi được pung la lên. Cái sự đối đáp để mà cái gì? Nó là dụng cụ tâm linh của trời đất, gọi trời đất về. Cho nên rằng mà Việt Nam có những câu này: vang vọng tiếng nói tâm linh Phật, dồn dập tiếng trống, tiếng mõ chuông, cụ cóc kêu vang dậy đất trời. Nó có tù và cong non sông đất nước liền một dải, biển rộng mênh mang liền đất trời, bờ cõi đất Việt hồn Đại Việt. Cái triết lý mà Đức Dậu nói lên những cái triết lý của người tiền sử, người xưa. Hay các bạn nhìn đây cũng thế. Nói về đồng bằng thì nói về mõ thì Việt Nam là một quốc gia đứng vào hàng top đầu trên thế giới về tâm linh. Về tâm linh, vì không có một nước nào trên thế giới như Việt Nam là có 4.000 năm văn hiến và 1.000 năm tranh đấu. Và 1.000 năm đó dân tộc Việt Nam bị đô hộ. Và chính cái sự đô hộ đó, cái sự thăng trầm đó thì mới tạo nên cái linh khí cuộc sống của người Việt Nam. Và đã tạo nên chiếc mõ, và triết lý của nó là mõ là cuộc đời. Ôi, đừng nghe rồi, đừng nghe rồi. Chuông là giải thoát, mõ chuông trong chùa, tiếng mõ cuộc đời, tiếng chuông an bình, lãng du trong gió, mình mang tiếng chuông chùa, dồn dập mõ tiến chân đi, bước chân xa mãi, xa xa nơi chân trời. Mộc mạc ngắn ngắn, rất là mộc mạc, chân phương, gần gũi, nhưng đó chính là những tinh hoa mà chúng ta phải giữ gìn với những nét đẹp truyền thống, đặc biệt là âm nhạc nghệ thuật của Việt Nam. Cảm ơn tất cả các nghệ sĩ, xin cảm ơn con xin cảm ơn chú rất là nhiều. Và con chúc cho nghệ sĩ, nghệ nhân ưu tú Đức Dậu sẽ tràn đầy những năng lượng, những sức khỏe và nhiệt huyết dành cho nghề và dành cho những hậu duệ sau này nữa. Con xin cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Cảm ơn em nha. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với Chuyện Đó Chuyện Đây. Hãy tiếp tục khám phá thế giới muôn màu của Chuyện Đó Chuyện Đây vào khung giờ quen thuộc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Với Chuyện Đó Chuyện Đây được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ Hòa Đa Bơ và Mỹ Linh cùng với tất cả các nghệ sĩ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.